Xin chào các bạn, mình là Sèo Ruby. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá về trải nghiệm cận tử. Trải nghiệm cận tử là trải nghiệm được kể lại bởi một người suýt chết hoặc đã chết lâm sàng và đột nhiên sống lại. Trải nghiệm này đến nay khá phổ biến và nó thông thường được phát triển theo một tiến trình xác định. Một cảm giác bị chết đi, sau đó thoát xác, hay chúng ta thường gọi là linh hồn rời khỏi cơ thể. Một cảm giác bồng bềnh trên cơ thể vật lý của mình, nhìn thấy khu vực xung quanh mình và cảm thấy rất nhẹ nhàng, yên bình, tự tại. Sau đó thân thoát khỏi xác thịt này, chuyển động lên cao theo đường ống hẹp. Họ có thể gặp gỡ những người thân đã khuất, hồi tưởng lại cuộc đời của mình và khi quay lại thể xác thì thường do dự và không muốn trở lại. Người từng trải nghiệm về cận tử không ít, thế nhưng có một trường hợp vô cùng đặc biệt. Trường hợp của ông đã vượt qua cảnh giới trải nghiệm cận tử thông thường. Ông ấy đã nhìn thấy rất nhiều vấn đề mà khó ai có thể đưa ra lời giải đáp chính xác. Ví như thế giới sau khi con người chết đi là như thế nào, con người có thể du hành về quá khứ và đi đến tương lai hay không. Thậm chí ông ấy còn nhìn thấy đại hồng thủy, nhìn thấy Atlantis và nhìn thấy cả khởi nguồn của vũ trụ. Ông là nhà thiên văn học nổi tiếng người Nhật, mộc nội hạc ngạn, chuyên nghiên cứu về sao chổi. Đặc biệt ngôi sao chổi mà ông tìm thấy năm 1992 suýt nữa đã khiến cho ông nhận được giải Nobel. Và để biểu dương cống hiến của ông đối với giới thiên văn học, người ta đã lấy tên của ông để đặt cho hai ngôi sao chổi mà ông tìm ra. Thực ra cuộc sống của Hạc Ngạn trôi qua khá êm đềm, nhưng đặc biệt ở chỗ ông từng trải nghiệm 3 lần chết đi, cái chết thực sự và đều là do bị những bệnh vô cùng hiếm gặp. Trước khi nói về trải nghiệm cận tử của ông ấy, tôi cần nhấn mạnh rằng người này không hề có tín ngưỡng tôn giáo mà còn là một nhà khoa học đích thực. Trước khi ông ấy trải qua thể nghiệm cận tử này, hoàn toàn không tin thế giới sau khi chết đi là có thực. Lần đầu tiên Hạc Ngạn trải nghiệm cận tử là năm 1977, lúc đó ông ấy mới có 22 tuổi và do mắc một căn bệnh vô cùng hiếm gặp, hội chứng động mạch mạc treo tràng trên. Lập tức đưa đến bệnh viện nhưng cấp cứu vô hiệu, bác sĩ đã tuyên bố tử vong nhưng sau khi ông ấy chết đi 40 phút đột nhiên sống lại. Theo như hồi ức của Hạc Ngạn, trong khoảng thời gian chết đi 40 phút đó, ông ấy đã trải qua rất nhiều chuyện không thể lý giải nổi. Đầu tiên, giống như các trải nghiệm cận tử khác, ông đến một nơi rất tối và ở phía trước nơi rất xa, ông thấy một tia sáng. Ông ấy dần dần đi về phía ánh sáng đó, rồi thấy lối vào một cái hang. Khi bước vào hang, ông ấy mới phát hiện, hóa ra đó là một đường hầm. Trong chớp mắt, nó đã đưa ông ấy đến một nơi nào đó. Nơi đó là một thảo nguyên xanh, trên đó mọc một loài hoa rất lạ. Khi ông bước ra khỏi đường hầm, chân bước trên thảm cỏ. Thậm chí ông còn cảm thấy độ mềm của đất, cảm thấy những ngọn cỏ chạm vào chân mình. Mọi cảm giác đều rất chân thực. Đi được mấy bước, ông đột nhiên nhìn thấy trước mặt là một con sông lớn và có thể lờ mờ nhìn thấy bên kia sông. Rồi ông ấy đi đến bên bờ sông, thấy một con thuyền gỗ lềnh bềnh trên mặt nước. Khi bước chân lên thuyền, không có mái chèo, cũng không có người chèo thuyền. Ông ấy đã dùng hai cánh tay của mình để chèo. Thậm chí ông ấy còn cảm giác thấy mệt. Chèo được nửa đường, ông ấy cảm thấy mệt không chịu được nữa rồi. Chèo mãi, cuối cùng cũng chèo đến bờ bên kia của con sông. Khi bước chân lên bờ, từ đằng xa ông thấy có 5 người. Ông nói 5 người này ông không nhìn rõ. Họ mặc đồ màu trắng, không phải trang phục Nhật, cũng không phải đồ châu Á mà là Âu phục. Một người trong đó bước đến trước mặt ông, một người phụ nữ mà ông chưa từng gặp. Người phụ nữ này hỏi Hạc Ngạn tại sao ông lại ở nơi đây. Lúc đó ông đột nhiên lặng người đi vì chính ông cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Sau đó, 5 người này đưa Hạc Ngạn đi vào một ngọn núi lớn. Trước khi lên núi, ông đã gặp người nhà của mình, những người đã khuất, ông bà và một người anh em họ. Lúc này Hạc Ngạn mới biết hóa ra chính người phụ nữ lúc nãy là bác ruột của mình. Bác của ông ấy đã mất sau khi ông ấy chào đời, nên ông ấy chưa từng gặp mặt. Sau đó ông ấy bắt đầu leo núi. Khi lên đến đỉnh núi, ông thấy xuất hiện một khuôn mặt lơ lửng trước mặt ông, mà chỉ có mỗi một khuôn mặt. Khuôn mặt đó nói với ông điều gì, ông ấy không còn nhớ nữa. Và rồi nó biến mất. Đúng lúc ông ấy đang ngỡ ngàng, ông đột nhiên trở về thân thể của mình, quay trở về giường bệnh. Khi mở mắt, ông nhìn thấy bố mẹ đang đứng cạnh giường. Ông còn thấy rõ tim mình đang đập tung tung, sau đó không thấy tiếng nữa. Ông ý thức được rằng tim mình đã ngừng đập. Hơn nữa, ông còn ý thức được bản thân mình không còn thở nữa. Và khi ông ý thức được điều này, thì mẹ của ông vốn dĩ đang đứng cạnh giường, cúi đầu lại gần ông ấy và nói: "Ôi, con đã chết rồi." Bà ấy vô cùng đau khổ rời khỏi giường bệnh. Bố thì vẫn đứng cạnh giường nhìn ông ấy. Ông ấy lúc đó tự nhiên đờ dại. Ông nói với bố mình nhưng bố không hề có phản ứng. Rồi ông ấy lập tức ngồi dậy. Khi ngồi dậy, tâm nhìn của ông ngang với bố. Về lý mà nói thì bố phải nhìn thấy ông ấy, nhưng không phải như vậy, ông bố vẫn nhìn xuống giường bệnh. Hạc Ngạn hướng theo ánh mắt của bố, quay đầu nhìn lại
phát hiện bản thân đang nằm trên giường. Chính lúc đó ông ý thức được rằng bản thân mà ngồi dậy kia là không có thân thể. Và cũng ý thức được rằng lúc nãy ông tưởng bản thân mình đã tỉnh lại rồi. Thực ra không phải, đó chỉ là linh hồn của ông ấy mà thôi. Ông ấy phát hiện bản thân có thị giác, có thính giác, có khứu giác vì ông ấy ngửi thấy mùi của bệnh viện. Nhưng không có vị giác và xúc giác, ông không chạm vào được người khác. Bản thân có thể xuyên qua vật thể, có thể xuyên qua tường vách. Mặc dù nói rằng không có xúc giác, nhưng có một điều vô cùng đặc biệt. Ông ấy cảm thấy được gió và nhiệt độ, ông ấy cảm thấy được không khí. Lúc đó ông ấy chợt nghĩ, mẹ của mình lúc nãy đi đâu rồi nhỉ? Vừa lúc nghĩ như vậy, trong nháy mắt ông đã đến ngay bên cạnh mẹ của mình. Lúc đó, mẹ của ông chạy xuống tầng dưới gọi điện thoại cho chị gái của ông, báo với chị gái rằng ông ấy đã chết. Ông ấy nói chuyện với mẹ mình, nhưng bà không có bất cứ phản ứng gì và cũng không nhìn thấy ông ấy. Vì mẹ đang gọi điện thoại cho chị gái, nên ông ấy đột nhiên nghĩ đến chị gái của mình. Và thế là trong nháy mắt, ông dịch chuyển tức thời đến chỗ của chị gái. Chị gái ông đang ngồi trong xe gấp rút đến bệnh viện. Trên xe có cả anh rể và một người chị gái khác. Hai chị gái ngồi phía sau xe. Ông ấy ngồi ngay giữa nhìn hai người họ đang nói chuyện, nói xuyên qua ông ấy. Vì thế, tất cả nội dung câu chuyện trong xe ông ấy đều nghe thấy. Sau này khi tỉnh lại, ông đã từng xác nhận với chị gái của mình. Chị gái rất ngạc nhiên hỏi, sao em lại biết được? Điều này có nghĩa là ông ấy có khả năng dịch chuyển tức thời. Hơn nữa, bản thân là một học giả. Trải nghiệm dịch chuyển tức thời này khiến ông ấy nghĩ ngay đến một việc. Đó là nếu như có thể dịch chuyển tức thời, có nghĩa là không tồn tại thời gian và không gian. Và ông lập tức đưa ra một suy luận rằng tôi chắc có thể du hành thời gian. Vì thế ông ấy đã làm một việc thử một chút trước. Ông nghĩ đến lúc còn nhỏ. Và thật sự ngay lập tức ông đã trở về thời thơ ấu. Và cũng do chính lần dịch chuyển tức thời này mà ông đã giải khai được một hoài nghi suốt từ nhỏ cho đến lớn. Lúc ông ấy 7 đến 8 tuổi, có một lần đang chơi cùng chị gái bên bờ sông. Trên sông có một vài tảng đá lớn. Bước qua mấy tảng đá này là có thể qua sông. Lúc đó bên sông không có ai khác mà chỉ có hai chị em ông ấy đang chơi. Sau đó hai chị em qua sông. Mới qua được nửa sông, đột nhiên ông ấy nghe thấy bên tai có người nói, nguy hiểm. Ông thuận theo tiếng nói đó nhìn sang, một tảng đá lớn đang lăn từ trên xuống sắp đâm vào chị gái của ông, mà chị gái của ông chưa hề để ý đến. Ông dùng hai cánh tay đẩy chị gái mình ra, tảng đá theo dòng nước lăn xuống. Bản thân ông do lực phản lại mà cũng ngã ra phía sau. Lúc đó ông ấy không biết là ai đã hô nguy hiểm, cứu sống tính mạng của ông và chị gái. Nhưng giờ thì ông đã biết, đó chính là bản thân ông ấy. Do ông dịch chuyển tức thời về thời nhỏ, nhìn thấy mình và chị gái đang chơi, cũng nhìn thấy tảng đá lăn xuống, và ông đã hô nguy hiểm với chính mình. Chính bản thân ông đã cứu chính mình. Sau lần dịch chuyển đó, ông ấy đã nghĩ ngay đến một việc khác. Ông ấy muốn đi đến tương lai. Tại sao? Vì ông ấy muốn biết mình có chết hay không. Kết quả, ông ấy đã di chuyển thành công đến tương lai, nhìn thấy mình lúc 40 tuổi. Ông ấy nhìn thấy mình đang đứng trên bục giảng bài cho một nhóm sinh viên. Lúc đấy ông ấy thật sự không hiểu tương lai mà mình đang nhìn thấy, bởi vì ông năm 22 tuổi vốn chẳng là giáo viên gì cả. Không ngờ đến nay, ông ấy đã trở thành nhà thiên văn học nổi tiếng và cũng thật sự trở thành giáo sư trường đại học. Đây thực sự là tương lai của ông ấy. Không chỉ nhìn thấy tương lai này, ông ấy còn đến một tương lai xa hơn, tương lai khi mình về già. Ông nhìn thấy một đám trẻ nhỏ vây quanh mình. Ông đang dạy những đứa trẻ quan sát các vì sao trên trời. Một khung cảnh vô cùng yên bình, hạnh phúc. Thế nhưng, có một việc khiến ông ấy vô cùng bất an. Vì cảnh tượng mà ông ấy nhìn thấy mờ nhạt, không rõ nét. Phía bên dưới còn một cảnh tượng khác, là một đống đổ nát. Theo như sự lý giải của ông ấy, thì tương lai này có thể không chắc chắn. Thế nên, ông ấy đã nhìn thấy hai tương lai chồng lên nhau. Vì để chứng minh sự kiện siêu việt thời gian này là có thực, ông ấy đã làm một việc. Ông ấy nghĩ, nếu như có thể để lại chứng cứ gì đó trong quá khứ, lưu đến hiện tại, thế thì hiện tại khi đi xem, chẳng phải đã chứng minh được rằng mình đã siêu việt về quá khứ hay sao? Và thế là ông ấy đã siêu việt về quá khứ 500 năm trước, dựa vào một người khác, tại đền thờ Tosajinja, dùng than viết lên một cột trụ chữ hạc. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên ông ấy làm là đến đền Tosajinja xem. Trải qua hàng mấy trăm năm nay, dù trên cột trụ đó đã không nhìn thấy rõ, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ hai chữ hạc. Và người trụ trì của ngôi đền đến nay vẫn cất giữ một quyển sách trong đó ghi lại tất cả sự việc diễn ra trong đền thờ. Trong đó viết rằng 500 năm trước,
trên cột trụ mặt sâu bên trong ngôi đền, chỉ qua một đêm đột nhiên xuất hiện hai chữ đó. Và người trụ trì năm đó nghĩ rằng đây là một sự ngôn mà thiên thượng chỉ thị cho các nhân viên của thần viết lên trên cột trụ. Họ cũng đã nghiên cứu rất lâu nhưng không biết ý nghĩa là gì. Hiện nay hai chữ này vẫn còn trên cột trụ dù bị mờ đi do năm tháng. Một vài lần siêu việt như vậy, ông ấy muốn tận dụng cơ hội này để giải khai bí ẩn chưa được giải đáp của nhân loại. Ông ấy muốn xem liệu đại hồng thủy trong truyền thuyết nói đến có thật hay không. Thực ra đối với vấn đề này, ông ấy vẫn rất luôn quan tâm nhưng chỉ là không thực sự tin lắm. Và thế là ông ấy quay về 15.000 năm trước. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến ông ấy kinh ngạc đến lặng người. Trên địa cầu toàn bộ đều là nước, hơn nữa ông ấy còn nhìn thấy thuyền noa. Thuyền noa mà ông ấy nhìn thấy đều không giống với con thuyền được viết trong kinh thánh hay trong truyền thuyết. Nó giống như cây lá cuộn vào, như một đường ống vậy. Sau đó ông ấy bước vào con thuyền. Bên trong có 3-4 quả cầu lớn. Những quả cầu này để làm gì thì ông ấy không biết. Hơn nữa, không chỉ có một con thuyền noa, theo ông ấy nhìn thấy ít nhất có 50 thuyền, tất cả đều y hệt như nhau. Ông ấy còn tin chắc rằng con thuyền này chắc chắn không phải do nền văn minh cổ đại tạo nên, mà nó là do nền văn minh cao hơn nền văn minh của chúng ta hiện nay rất rất nhiều tạo nên. Vì thế, ông ấy hoàn toàn không hiểu được kết cấu của nó, tại sao nó có thể nổi được trên mặt nước và những quả cầu này dùng để làm gì. Và nó khiến ông ấy không khỏi muốn biết tại sao lại sản sinh ra đại hồng thủy. Và thế là ông tiếp tục siêu việt thời gian về trước nữa, vẫn quanh khoảng thời gian 15.000 năm trước. Cuối cùng, ông ấy cũng nhìn thấy khởi nguồn của đại hồng thủy. Một ngôi sao chổi cọ sát vào trái đất, suýt nữa là đâm vào trái đất, mà thành phần chủ yếu của sao chổi là băng. Do khoảng cách rất gần trái đất nên bị hút bởi tác dụng của lực hấp dẫn quá lớn từ trái đất. Sau khi một lượng băng lớn trên sao chổi đã bị hút vào tầng khí quyển của trái đất, biến thành nước rơi xuống địa cầu. Đó chính là nguyên nhân khiến cho mực nước biển trong nháy mắt dâng cao lên 2.000 mét. Lúc đó trên trái đất vốn đã có nền văn minh rất cao, đó chính là Atlantis. Người Atlantis thân cao 3-4 mét, nơi họ sinh sống là dưới mực nước biển khoảng 2.000 mét. Hơn nữa, ông ấy còn nhìn thấy khủng long. Ông ấy nói thời điểm 15.000 năm trước vẫn có khủng long. Hơn nữa, khủng long không giống như chúng ta tưởng tượng là bá chủ gì đó, mà nó chỉ là một chủng động vật mà người Atlantis lúc đó còn nuôi khủng long. Thậm chí khủng long này còn là một phương tiện giao thông rất tốt, vô cùng đáng yêu. Con người hiện đại nhìn thấy hóa thạch của khủng long rất đáng yêu, trẻ con cũng rất thích, bởi vì trước kia con người chúng ta nuôi nó, chứ không phải nó ăn thịt con người. Hơn nữa, nền văn minh Atlantis có phi thuyền. Sau khi đại hồng thủy đổ xuống trái đất, một bộ phận lớn người Atlantis đã chạy khỏi trái đất. Họ ngồi phi thuyền của mình đến sao Kim, một bộ phận đến sao Kim, còn một bộ phận đến những tinh cầu khác. Vì thế mà trong đại dương rộng lớn trên trái đất, hàng mấy chục con thuyền noa đã xuất hiện. Lo lắng rằng khả năng này của mình sẽ biến mất, nên ông ấy nghĩ mình nên chăng trực tiếp đi tìm đáp án của vũ trụ. Và thế là ông ấy đã đi xem nguồn gốc của vũ trụ. Ông ấy vốn cho rằng nguồn gốc của vũ trụ là một vụ nổ lớn nhất. Thế nhưng khởi nguồn của vũ trụ mà ông ấy nhìn thấy vốn không phải một vụ nổ lớn. Thuyết vụ nổ lớn nói rằng vũ trụ nguyên là một điểm cực nhỏ. Chất lượng của điểm này là lớn vô hạn nhưng nó vẫn là vật chất. Cái mà ông ấy nhìn thấy không phải như vậy. Vũ trụ nguyên là một ý thức rộng lớn, không có vật chất, chỉ là một ý thức. Và rồi ý thức này không biết vì lý do gì sinh ra hiện tượng xoáy lại. Sau khi xoáy lại thì trong phần lỗ hổng đó sản sinh ra nguyên tử, chính là loại lạp tử vô cùng nhỏ. Tất cả các lạp tử đều đang chuyển động, nó sản sinh ra do chính hiện tượng xoáy lại đó. Những lạp tử này không ngừng kết hợp, không ngừng kết hợp, cuối cùng sản sinh ra thế giới vật chất của chúng ta ngày nay. Cho nên tất cả mọi vật chất từ ban đầu cho đến nay đều do chủng ý thức ban đầu đó sinh ra. Mà ý thức đó là gì? Linh hồn của con người sau khi rời khỏi thân thể một thời gian, qua một đoạn thời gian, nó sẽ bị hút lên trên, hút vào trong một ý thức tổng thể, trở thành một chỉnh thể. Tất cả mọi người chúng ta nhìn thấy hiện nay đều là các cá thể riêng biệt, nhưng thực ra chúng ta đều đến từ cùng một ý thức, cuối cùng cũng sẽ quy về cùng trong một ý thức. Ví dụ, có một người làm những việc rất xấu đối với người khác. Người mà phạm tội này, sau khi linh hồn rời khỏi cơ thể, bởi vì linh hồn của họ và linh hồn của người mà bị họ hại cuối cùng sẽ kết hợp với nhau. Tức là những điều xấu họ gây cho người khác
những đau khổ đó thì họ đều phải trải qua một lượt. Họ càng làm nhiều điều xấu thì họ phải chịu càng nhiều. Cái quá trình đó sẽ cực kỳ đau khổ, cực kỳ thống khổ. Vì thế, địa ngục theo lý giải của ông ấy vốn là quá trình chịu đựng đau khổ. Sau đó, tất cả mọi linh hồn đều bị hút vào cùng một mẫu thể và kết thúc. Sau khi xem video này, dù cảm xúc của bạn là như thế nào thì chuyện này thực sự đã diễn ra trên bản thân Hạc Ngạn. Có rất nhiều điều kỳ lạ đã, đang và sẽ xảy ra xung quanh chúng ta. Thay đổi cách nhìn về sự việc, biết đâu sẽ khiến cuộc sống của bạn mới mẻ hơn. Hãy tiếp tục khám phá những điều bí ẩn ở những video tiếp theo nhé. See ya!